Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2021 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn và báo chính phủ.vn. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 1 tháng 12, Ấn Độ quyết định tạm hoãn việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đến hoặc đi từ Ấn Độ. Trong một thông báo, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, chính quyền trung ương hiện đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng virus mới Omicron, được cho là có khả năng lây lan cao và đột biến nhanh chóng. Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, quyết định nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế sẽ được chính quyền nước này đưa ra trong thời gian thích hợp, đảm bảo sự an toàn và có sự phối hợp tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan. Trước đó, Ấn Độ đã quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 15 tháng 12. Sau hơn 20 tháng tạm ngừng vì dịch bệnh COVID-19. Trong cuộc họp với các quan chức Bộ Y tế, Thủ hiến Delhi, Avin Karigwa, cũng đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi đưa ra quyết định ngừng ngay lập tức các chuyến bay từ các quốc gia thuộc nhóm các nước có nguy cơ cao liên quan đến biến chủng Omicron. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang, Nguyễn Thiệu Quang, thay mặt lãnh đạo huyện tiến hành trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thị Dung. Đảng viên Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1928, trú thôn Đồng Minh, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tham gia cách mạng khi vừa tròn 16 tuổi. Đảng viên Nguyễn Thị Dung vào Đảng ngày 6 tháng 1 năm 1947, chính thức ngày 6 tháng 7 năm 1948. Đồng chí tham gia cách mạng khi vừa tròn 16 tuổi, đảm nhận nhiệm vụ dân công hỏa tuyến, mở đường cho bộ đội ở chiến trường Bình Trị, Thiên. Sau khi về địa phương, đồng chí làm cán bộ hội phụ nữ xã Hương Minh, gắn huy hiệu Đảng và trao quyết định tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Dung. Lãnh đạo huyện Vũ Quang bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí thời gian qua, mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Dung luôn mạnh khỏe, giữ vững tính tiên phong của người đảng viên, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Được biết, đồng chí Nguyễn Thị Dung là đảng viên đầu tiên của Đảng bộ huyện Vũ Quang vinh dự được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Thưa quý vị, trước thực tế số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao trở lại, cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron, có khả năng lây lan nhanh, không ít người dân lo lắng, tìm mua một số loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 để dự trữ. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không tự ý mua và tiếp tay cho hành vi bán thuốc trái phép. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Dược học Thành phố, có nhiều loại thuốc chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành. Việc mua bán, sử dụng nhưng vẫn được các nhà thuốc bán tràn lan, có thể gây hậu quả nghiêm trọng với người sử dụng. Hiện tại đối với những trường hợp F0 đang điều trị, tại nhà đã được thành phố trang bị các túi thuốc A, B, K. Trong đó, túi thuốc K là Molnupiravir đang thử nghiệm, chờ cấp giấy đăng ký, chưa bán ra ngoài thị trường. Trước thực trạng thuốc Molnupiravir đang được mua bán trên thị trường chợ đen, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, bất cứ các loại thuốc nào đang được quảng cáo và rao bán như Molnupiravir, Favipiravir và Remdesivir đều là trái phép vì các thuốc này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành và mới chỉ được đưa vào sử dụng thí điểm có kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Do đó, Cục Quản lý Dược đề nghị lực lượng chức năng liên quan cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lưu hành thuốc điều trị COVID-19 nói chung, thuốc có dược chất Molnupiravir nói riêng. Thưa quý vị, Bộ Y tế ngày 1 tháng 12 đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thuộc Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng, về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 120 triệu liều vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong đó, đã có hơn 94% người được tiêm ít nhất một liều vaccine, và gần 68% người tiêm đủ 2 liều. Một số tỉnh, thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cho khoảng 80-90% số người trên 18 tuổi trên địa bàn. Đặc biệt, tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine, người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV. Người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA. Về khoảng cách, tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày, nếu có đủ vaccine. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 12, ông Trần Công Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tổ chức di dời, xử lý an toàn quả bom nặng gần 250 kg còn sót lại sau chiến tranh. Theo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thuận, ông Nguyễn Văn Tuấn ngụ tại ấp 11, xã Khánh Thuận, trong quá trình nạo vét kênh để trồng rừng thì phát hiện quả bom. Quả bom có ký hiệu MK82, dài 1,6 m, nặng 250 kg. Ngay sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Sau đó, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xuống xử lý, di dời quả bom về nơi tập kết an toàn. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với lực lượng công an tạm giữ 14 tấn thịt bò đông lạnh, do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp pháp. Cụ thể, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đội quản lý thị trường số 7 kết hợp với công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H76863 đi từ tỉnh Cao Bằng về qua địa bàn huyện Văn Lãng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe ô tô là ông Nguyễn Hữu Quỳnh, có hộ khẩu thường trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của số hàng hóa trên theo quy định. Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện trên để xác minh, làm rõ. Thưa quý vị, ngày đầu áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, các điểm đăng ký xe tại Hà Nội luôn trong tình trạng đông đúc, tăng từ 50 đến 70% so với ngày trước đó. Từ trưa ngày 1 tháng 12, lượng người đến các điểm đăng ký của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng đáng kể. Gần 18 giờ, điểm đăng ký xe ô tô tại số 1 đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông vẫn sáng đèn, làm việc. Khoảng 30 người vẫn đang chờ làm thủ tục tại đây. Thiếu tá Tạ Quang Minh, đội quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày hôm nay, lượng người đến đăng ký xe tăng gấp đôi những ngày trước. Các việc có người đã mua xe từ vài tháng nay, nhưng chờ đến ngày được giảm lệ phí trước bạ mới đi đăng ký. Theo Nghị định 103 của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô tô, rơ móc hoặc sơ-mi-rơ móc được kéo bởi ô tô, và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50%. Quý vị thân mến, ở cái thời Tất Đất Tất Vàng, có một trưởng bản đã hiến 1.500 m2 đất để xây trường học cho con em dân bản. Nghĩa cử cao đẹp ấy của ông chị với mong muốn giản dị là con em sau này có tương lai tốt hơn. Hiến đất cho con em có trường để học. Người hiến đất để xây trường học là ông Hồ Hơn, trưởng bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bản Lâm Ninh có 61 em trong độ tuổi mầm non, tiểu học. Từ trước đến nay, việc học của con em trong bản được duy trì tại điểm trường cũ, bên sông Long Đại nên thường xuyên bị ngập lụt. Đỉnh điểm trong đợt mưa lũ tháng 10 năm 2020, điểm trường bản Lâm Ninh bị ngập sâu 1,5 mét làm hư hỏng nhiều đồ dùng dạy học. Việc học của con em trong bản vì thế càng trở nên khó khăn hơn. Biết được những khó khăn đó, với suy nghĩ đầu tư cho việc học của con em là đầu tư xây dựng cuộc sống mới cho bà con dân bản, trưởng bản Hồ Hơn liền bàn với vợ, hiến 1.500 m2 đất để xây trường học. Nhờ đó, trên nền đất bằng phẳng ngay trung tâm bản, với nguồn vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, công trình điểm trường Lâm Ninh được khởi công trong niềm vui, sự phấn khởi của bà con, góp sức cho bản làng phát triển hơn. Trưởng bản Hồ Hơn đã 4 lần hiến đất với tổng diện tích ước tính hơn 2.500 m2 để làm các công trình trên địa bàn như làm đường tránh lũ, đường nội đồng và mới đây là hiến 1.500 m2 đất để xây trường học cho học sinh mầm non và tiểu học. Tròn 30 năm làm trưởng bản, ông Hồ Hơn đã trở thành người đặc biệt trong mắt của bà con bản Lâm Ninh. Tiên phong, gương mẫu đi đầu, vừa là bí thư chi bộ, vừa là người có uy tín, trưởng bản Hồ Hơn đón nhận nhiều bằng khen từ trung ương đến tỉnh, huyện. Song, đối với ông, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của đảng, dân bản, là sự ấm no, đổi mới của từng hộ dân và niềm vui của con em ở bản Lâm Ninh khi được học ở ngôi trường khang trang. Quý vị thân mến, với cảnh sắc kỳ vĩ, nguyên sơ, mang nét đặc trưng của phong cảnh thiên nhiên miền Sơn Cước, hồ Ba Bể được ghi nhận là hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam. Cách Hà Nội khoảng 240 km về phía đông bắc, hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nằm trong quần thể vườn quốc gia Ba Bể, được bao quanh bởi hai cánh cung Ngân Sơn và Bắc Sơn, là bảo vật của núi rừng Đông Bắc, Ba Bể với mặt hồ vắng lặng như một tấm gương khổng lồ in bóng núi đá, mây trời đẹp một cách quyến rũ. Sắc xanh dịu dàng được quyện hòa từ phức hợp xanh của rừng cây bao quanh hồ, của núi đá vôi, trời mây lãng đãng trôi trên mặt nước yên ả. Đây là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, và là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Nơi đây là địa điểm thích hợp cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, dã ngoại và là chốn dừng chân lý tưởng cho những ai có niềm vui thú với du lịch khám phá. Hiện nay, việc tham quan, khám phá cảnh quan của hồ Ba Bể cũng đã trở nên dễ dàng hơn với các thuyền du lịch như thế này. Mặt hồ Ba Bể mênh mông với diện tích 650 hectare, độ sâu trung bình khoảng 20 đến 25 mét, trải dài trên hơn 8 km. Người dân địa phương gọi Ba Bể là Sam Bé, nghĩa là Ba Hồ. Tên gọi xuất phát từ việc hồ là nơi tụ hội của ba nhánh sông Bé Lầm, Bé Lù và Bé Lèn. Hồ Ba Bể đã đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, nằm trên lưng chừng vùng núi đá vôi với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Theo các nghiên cứu, hồ Ba Bể được hình thành trên núi đá từ khoảng 10.000 năm trước, với lịch sử địa chất lâu dài, phức tạp, có thành phần các loại đất, đá đa dạng và cấu trúc địa chất độc đáo. Giá trị lớn nhất của hồ Ba Bể là cảnh quan độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học. Năm 1995, hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt Thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn Quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Năm 2011, hồ Ba Bể tiếp tục được Ban thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar, vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, thứ 1938 của thế giới và là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam. Hệ sinh thái hồ Ba Bể khá đa dạng, có nhiều loài thủy vật và cá nước ngọt sinh sống, trong đó có nhiều loài đặc biệt quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam như cá chép kình, cá rằm xanh, cá chiên. Nước hồ Ba Bể trong xanh, quanh năm mát mẻ, toàn cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc, in đậm bóng núi, lồng lộng mây trời, nhìn như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu những dãy núi uốn lượn vùng cung ẩn hiện trên mặt nước. Trên mặt hồ có nhiều đảo nhỏ xinh đẹp như đảo Bà Quá, đảo An Mạ. Hồ Ba Bể khoác trên mình sự hùng vĩ của núi rừng và một nét duyên dáng, mềm mại với làn nước hòa quyện cùng trời đất, núi rừng bao quanh, lúc xanh rêu, lúc xanh lam, khi lại lẫn sắc vàng của bóng cây, khi lại sắc trắng của những đám mây. Quý vị thân mến, trang tin vtc.vn đưa tin về vẻ đẹp kỳ diệu của thác nước dưới biển, độc nhất hành tinh. Bạn có từng nghe nói thác nước dưới lòng biển bao giờ chưa? Liệu rằng trong muôn vạn vẻ đẹp của thiên nhiên, có nơi nào đẹp diệu kỳ như thế không? Mauritius là một quốc đảo nằm ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, cách bờ biển của lục địa châu Phi khoảng 2.000 km về phía đông nam. Thiên đường đảo quốc này gồm các quần đảo như các Rodrigues, Rodrigues và Aganega với những bãi biển, vườn quốc gia, các khu resort sang trọng trải dài tuyệt mỹ. Bạn sẽ không khó để tìm thấy những điểm di tích lịch sử, văn hóa để tham quan hay tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi chứ, không chỉ quanh quẩn xung quanh bãi biển và hồ bơi. Một trong những tuyệt cảnh độc nhất vô nhị của hòn đảo chính là thác nước dưới lòng biển. Khung cảnh ngoạn mục này là hiện tượng tự nhiên độc nhất vô nhị. Phần lớn vùng nước quanh đảo Mauritius có độ sâu 150 mét, tuy nhiên, khu mũi phía nam lại có độ sâu lên tới 4.000 mét, tạo ra thác nước ấn tượng này. Khi nhìn từ xa, đặc biệt là từ máy bay, du khách sẽ thấy như dưới biển có một thác nước khổng lồ. Khung cảnh đánh lừa thị giác, tuyệt vời này chỉ có thể được cảm nhận ở trên không trung. Trên thực tế, khung cảnh này có thể được nhìn thấy trên bản đồ vệ tinh Google Maps. Tuy nhiên, thác nước ngầm này thực chất là cát từ bờ theo dòng biển chảy xuống vùng nước sâu hơn, ngoài khơi bán đảo. Nhìn theo một cách khác thì ta có thể nhận ra rằng, vùng biển này là một khối màu tuyệt đẹp được phối từ những gam màu xanh biển, xanh lá và trắng. Chính sự hài hòa của màu sắc này đã tạo nên ảo ảnh kỳ diệu của một thác nước đang đổ xuống đáy biển. Yếu tố quyết định để tạo nên ảo ảnh có 102 này chính là cát, phần màu trung gian của bức tranh. Những luồng nước tạo bởi các con sóng va vào phần địa hình đặc biệt của hòn đảo đã khiến cho lớp cát dưới đáy bị phân tán theo hình ảnh của một thác nước tự nhiên, tạo ảo giác các con sóng đột nhiên bị kéo tụt xuống dưới. Trên ngọn Le Mont Rabon với độ cao 556 mét so với mực nước biển, du khách có thể leo lên đây để chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng biển tuyệt đẹp này. Cùng với những thắng cảnh và địa điểm du lịch khác trên hòn đảo, thác nước này đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút một lượng lớn khách tham quan đến đây mỗi năm. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ trên kênh Tây Ninh TV Audio. Thân mến chào tạm biệt.